Nếu một phiên ra một phiên bản là cái phát tài nha anh em. Link thì mình để dưới phần mô tả, link hướng dẫn luôn cho anh em đăng ký đây anh em. Đầu tiên anh em tải dưới đường link mình về mới có cái phát tài nha anh em. Về cái anh em bên góc tay phải này, đăng nhập vào tài khoản xong cái bên góc tay phải anh em có cái phát tài nè, anh em bấm vào. Cái phát tài này là nó tăng giá trị cho mình độc đáo nha anh em. Dưới mình mời bạn bè đó. Anh em chờ chút. Rồi nãy mình có ấy rồi, mình tưới rồi này. Được level 1 nè. Chừng nữa anh em mà bạn bè đọc báo thì nó được tưới. Vô đây bấm vô tưới cây nè. Thôi thì mình phát ra. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh em mà đăng ký rồi nhớ chấm lên cái đăng cho mình biết mình trả lại. Trả lại cho anh em. Qua bên nữ thần coi trước đây. Cũng gặp này nữa từ. Anh em tải về đi, app này có cái phát tài chơi rất ngon. Nó hay hơn app Việt Nam ngày nay nhiều. Đủ xinh không? Hot girl. Gặp Ngọc Trinh là bằng Ngọc Trinh bằng đồ thiếu giải. Lên mình ở dưới phần mô tả nha anh em. Phan mình đọc rồi thôi, bấm vô nút nhận nhận được nhiêu xu chứ được 0.1 quá. Tu 0.1 xu phải như ít cho nghe anh em. Tu không, cô này lấy quà cái máy tập tự. Thôi vậy video của mình đến đây xin tạm dừng. Anh em nào nhờ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ mình thì nhớ để lại dấu chấm ở dưới phần bình luận để mình trả sub lại cho anh em. Mình vô mình coi 2-3 phút mình mới trả lại cho anh em chứ không có ấy đâu. Thôi vậy video mình tạm dừng. Xin chào tạm biệt.